đường ở trong giữa đây thôi, đoạn cầu đấy thôi. Đấy, được xe mẹ bí bò với bí giản đẹp về hôm nay, vợ thì kéo tối nay có thưởng đấy nhỉ? Hả? Tối nay có thưởng không? Qua bắt hút à? Đấy, mẹ bí, mẹ được xe bí cá vừa giản vừa bò hôm nay là tuyệt vời. Vợ nhà nó bắt hút rồi. Bao nhiêu? 66 cơ. Rồi ok. Chờ đi. Giá đưa lại đây để cân cái này. Để tí nữa bốc bí giản. Quay mặt cân ra ngoài đây cô. Ô thế vợ chồng Tiên Dư đâu? Ồ. Bảo nó cho nó lại đây cho nó bốc bừa cho nó nhanh. Đó, tụ, ấy đi. Thôi ông đừng có trực tiếp nữa nào, ông bỏ ra đi. Ai cũng bốc đi. Mẹ bí đẹp người ta cứ quay gì, quay làm gì. Nhưng mà người bốc cái này. Thằng kia bốc đi. Không, em đi rồi mà. Hả? Mày đi đâu? Em đi vác cân. Đó. Sao lại đi vác cân? Thế bây giờ cân xe đi đâu em vác cân thì đi đâu rồi? À, cái công việc của mày có vẻ sướng vậy cả. Chạy rồi. Em kia chỉ nghe điện thoại thôi. Hôm